Trái ngược với trận đấu trên sân vận động Bà Rịa, thì tại sân hàng đấy, đại diện của V-League là câu lạc bộ Hà Nội đã có một trận đấu vô cùng dễ dàng trước đội bóng đến từ giải hạng nhất, sổ số kiến thiết Cần Thơ. Ngay trong hiệp 1 của trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã 4 lần chọc thủng lưới đối phương sau các pha lập công của Thành Trung, Quang Hải và một cú đúp của Văn Quyết. Bước vào hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội tranh thủ thử nghiệm đội hình khi tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ. Tuy vậy, họ vẫn dễ dàng có được thêm 3 bàn thắng nữa. Trong số này, Quang Hải hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu bằng một pha lập công, trong khi Minh Dĩ và Hùng Dũng mỗi người có được một bàn thắng. Giành thắng lợi với tỷ số 7-0, câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết Cúp Quốc gia 2020. Thank you.